Trước đó, ngày 9 tháng 10, anh Nguyễn Tờ, K1985, trú tại buôn bản Vùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, đến cơ quan công an trình báo về việc đêm 8, rạng sáng số 9/10, kẻ gian đột nhiên nhập vào khu chợ Quảng Sợ Doanh laptop của anh lấy đi 91 chiếc laptop thiết bị cầm tay các loại, tổng giá bước trị hơn 400 triệu đồng. Xác lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 27 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hiệp Hòa đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh. Đối tượng khai nhận, đêm 8 tháng 10, lợi dụng trời mưa và biết khu chợ Quảng Sợ Doanh laptop của anh Tờ không có người trông coi, Thanh đã đột nhiên nhập trộm cắp được gần 100 chiếc laptop di động. Sau đó, tên gian này mang số tài sản trên bán cho các khu chợ mua bán laptop tại huyện Sóc Sơn, Đông Anh, thành phố Hà Nội, huyện Tiên Du, thị Buôn Bản Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và huyện Hiệp Hòa. Toàn bộ số tiền bị Thanh nướng vào game và ăn tiêu cá nhân. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Thanh có tiền án về tội cắt trộm cắp tài sản, tấn công bạc. Xem bài gốc tại đây.